bảo là số 9 Lê Bùi Đức Duy Thái Nguyên phía đỏ, vật tiêu Vũ Văn Hiệp đồng kỳ phố xanh của hai đô cờ sấy. Hai đô nghe lệnh trống xe đài. Hai đội chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Và sau trận thi đấu này là trận thi đấu ở lều Đô Nguyễn Tấn Đạt của Tây Hồ, vật Đô Đỗ Minh Đức của Dương Hà. Hai đội chuẩn bị cho một. Béo mà không nhất là quả này thì hơi kém. Đi đi, rồi đi. Sao lại không bốc được nhỉ? Do kỹ thuật anh hay là do cái gì? Do các cháu học ở trường nghệ thuật biểu diễn ra. Và vừa rồi cũng với một miếng cất vó, Đô Đức Duy có đỏ thắng. Xin mời ban tổ chức trao phần thưởng cho anh. Cũng thắng được phát lèo.